Tụi mình đã mua rất là nhiều đồ luôn mọi người. Thì chủ yếu là bánh kẹo rồi các thứ và đồ ăn vặt, cookie. Sáng nay thì mình đã order một cái bánh mì kebab đi ăn. Thì mặc dù mẹ mình hay nói là ăn cái bánh mì buổi sáng nó hơi bị khô á mọi người, nó không có như thông giọng của mình được á, nhưng mà bánh mì kebab thì ngoại lệ bởi vì nó rất là ngon. Bây giờ là 8:05 rồi mọi người, nên là mình sẽ đi xuống dưới để mình lấy đồ ăn nha. Thì mình order đồ ăn Hàn Quốc. Tự nhiên xem phim Hàn Quốc xong cái thấy thèm đồ ăn Korea quá mọi người. Thì mình có mì tương đen, một chút tteokbokki, súp kimchi, kimchi ăn kèm và một ít cơm.